tiểu sử diễn viên Mai Tâm Như. Sinh viên vừa tốt nghiệp đã có vai trong Thiên Thần Hộ Mệnh. Tốt nghiệp tháng 1/2021, Mai Tâm Như đã có vai diễn trong phim điện ảnh Thiên Thần Hộ Mệnh của Victor Vũ. Dù là một vai diễn nhỏ nhưng lại là dấu ấn với Mai Tâm Như, bởi đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên cô tham gia. Khi vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành diễn viên điện ảnh của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều phim truyền hình hiện nay. Nữ diễn viên sinh ngày 25 tháng 7 năm 1998 tại Vũng Tàu. Cô được biết đến như gương mặt mới trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng không xa lạ với khán giả truyền hình khi từng tham gia nhiều vai diễn trong các phim như Hai Chàng Hào Hớn, Đường Về Cồn Này, Lời Nguyền Lúc Không Giờ. Cô rất kiệm lời, nhất là trước đám đông, bởi khi đặt chân vào nghệ thuật Mai Tâm Như hoàn toàn không tự tin. Như cô thổ lộ, lý do đầu tiên vì khi theo đuổi điện ảnh, cô đã lựa chọn đi con đường hoàn toàn khác gia đình mong muốn. Như thi cả sân khấu điện ảnh và ngành dược, như tâm niệm, một bên là mình thích, một bên là ngành nghề của họ hàng, gia đình thích, bên nào gửi giấy báo đậu trước thì mình học. May mắn sao như đậu cả hai trường và giấy báo đậu của trường sân khấu điện ảnh về trước. Mai Tâm Như bộc bạch về cơ duyên đến với nghiệp diễn của mình. Dẫu đậu vào trường sân khấu điện ảnh, có sắc vóc so với lớp diễn viên trẻ khi sở hữu chiều cao là 1m72, nhưng bước vào trường, Mai Tâm Như vẫn không tự tin. Như cho biết, vào học thời gian đầu Như khóc miết, vì các bạn học trưng diện đẹp lắm, Như chỉ có áo sơ mi trắng, quần jean, dép kẹp, mang cái ba lô to đùng vô trường. Thêm nữa, đa số các bạn thuộc gia đình có điều kiện, đi học xe hơi đưa rước, Như cũng xe to mà là xe buýt, bởi Như ở nhà bác tuốt bến xe miền Tây. Suốt những năm học, Như có những chuyện buồn bất ngờ của người thân, có lẽ mọi sự không phải quá dễ dàng thì mình mới cố gắng nhiều. Tuy nhiên, may mắn nhất của Như ngoài sự ủng hộ hết lòng của ba mẹ, còn là cơ duyên được cô giáo dạy Như rất thương và quan tâm. Theo đó, cả trong việc học diễn xuất đến những áp lực cuộc sống, cô giáo là người chia sẻ với Như nhiều nhất. Cô luôn nói với Như, quan trọng hãy là chính mình, khi mệt quá thì em hãy dừng lại nghỉ rồi đi tiếp, không bao giờ được bỏ cuộc. Đó chính là động lực cho Như suốt những năm ở Sài Gòn, Mai Tâm Như bày tỏ. Tâm Như chia sẻ so với bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa, cô thấy mình còn yếu kém. Thế nên phải luôn nghiêm túc và học hỏi những chi tiết diễn, dù là nhỏ nhất của các bậc tiền bối để bản thân tốt hơn mỗi ngày. Hiện tại, sau vài năm làm nghề, nữ diễn viên sinh năm 1998 cảm thấy những áp lực cũng đã vơi bớt hơn. Với việc cố gắng tích lũy kinh nghiệm, lắng nghe, học hỏi, Mai Tâm Như đã nhanh chóng trở thành gương mặt đầy triển vọng và được khán giả yêu mến. Về mong muốn với nghề, nữ diễn viên luôn khao khát được hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau, được sống, được trải nghiệm cuộc đời của các nhân vật, đó là điều mà các ngành nghề khác không có được. Càng được thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, nặng đô thì Tâm Như càng thích. Trong bộ phim cô nàng tham gia Vòng Xoáy Tình Thù, Mai Tâm Như đóng vai Thủy Dung. Một cô tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp vướng vào tình yêu với Trọng, do Dũng Bino đóng, và mối thủ oan nghiệt của cha, do Mai Sơn Lâm đóng. Mai Tâm Như chia sẻ, đã có dịp làm việc với đạo diễn Nhâm Minh Hiền trong các bộ phim trước, và cô rất may mắn khi được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn. Thùy Dung là một cô tiểu thư con nhà điền chủ, nhưng có tính cách rất ngây thơ và trong sáng. Cô có một trái tim ấm áp và chân thành, đặc điểm mà Như cảm thấy thương nhân vật này đó là sự mạnh mẽ, chịu đựng và trái tim bao dung, khiến Thùy Dung phải trải qua nhiều đau khổ. Với Mai Tâm Như, khó khăn khi vào vai Thùy Dung là việc thể hiện những cung bậc cảm xúc khi trải qua các biến cố. Mỗi một biến cố là một tâm trạng cảm xúc rất phức tạp. Từ tinh thần đến thể chất khi Như vào vai Thùy Dung đều cảm thấy rất đau. Có lúc cảm thấy dường như mình không còn là Mai Tâm Như nữa, mà chính là Thùy Dung của Vòng Xoáy Tình Thù. Mỗi lần quay những cảnh tâm lý, thì từ tinh thần đến cơ thể của Như đều đau cho nhân vật. Nhiều lúc quay xong, mình ra ngồi thẫn thờ và vẫn còn cảm nhận được cái đau mà Thùy Dung đang chịu đựng. Về các diễn viên trẻ như Mai Tâm Như, đạo diễn Nhâm Minh Hiền nhận xét, họ có đam mê với nghề và có kỹ thuật diễn tốt, cũng nghiên cứu kịch bản và lối diễn phù hợp với nhân vật được giao. Thế nên nam đạo diễn cũng dễ làm việc và truyền cảm hứng cho họ sáng tạo. Cho đến giờ, là gương mặt của nhiều truyền hình quảng cáo, có một số vai diễn, thì Như vẫn là cô bé con của ba mẹ. Ngày Tết Mai Tâm Như vẫn về quê phụ mẹ bán hàng, dọn dẹp nhà cho mùa Tết.
với Như gia đình luôn quan trọng nhất, đặc biệt là ngày Tết nữa. Như tên thật là Quỳnh Như, nhưng lấy tên ba mẹ ghép cùng tên mình để làm nên một cái tên Mai Tâm Như cho nghề diễn xuất. Như luôn cảm ơn ba mẹ rất nhiều, vì ba mẹ luôn ủng hộ con gái với lựa chọn vốn bấp bênh hơn một nghề nghiệp khác, Mai Tâm Như chia sẻ thêm. Hiện tại ở tuổi 26, Tâm Như dành trọn thời gian, tâm huyết của mình cho sự nghiệp phim ảnh. Nói về gu bạn trai, cô cho biết muốn có một người đàn ông tâm lý, có đạo đức và biết yêu thương gia đình ở bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc để cô theo đuổi nghệ thuật. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!